Chú thắng xe lại chú lau lẹ lắm. Thắng xe lại là lau liền luôn mà. Chứ là không có chần chờ gì hết vậy hả? Dạ không. Là lau liền. Dạ, bởi vì em cách là khoảng 30 mét tới 50 mét đủ lại thôi. Nó rất là rõ rồi. Dạ. Nhưng mà tội của cái chú giơ tay chú cầu cứu cái mạng người mà cầu cứu mà không có cứu được. Trước mặt mình mà không ai làm gì được. Lúc đó theo bản năng là ổng cũng bắt đầu cầu xin. Dạ, giấc đó là cầu xin cầu cứu rồi. Bị giơ hai tay lên rồi. Cầu hợp mà. Anh là đi giao cua, giao tôm. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng có nghe những người dân ở bên ngay chân mà ngay chân cầu Cổ Chiên đó các bạn. Thì cầu Cổ Chiên á là nằm ngay chân chỗ là ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha. Thì nghe những người dân ở bên đây đó bạn, thì người ta nói các bạn thì có một thanh niên thì đã chạy lên trên cầu Cổ Chiên đó các bạn, thì chạy chiếc xe màu đỏ rồi xong là không còn thấy người thanh niên đó nữa nha. Thì người dân ở bên đây các bạn thì cũng có báo cho cơ quan chức năng, thì đang cũng tìm kiếm cái người thanh niên này là chạy chiếc xe quay màu đỏ nha. Thì đó các bạn, thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì sẽ vô một cái quán cà phê này là sẽ hỏi những người dân ở đây rồi sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe nha. Thì bây giờ đó các bạn, thì giờ Tí La Cà Lâm sẽ mời các bạn cùng với Tí La Cà Lâm sẽ đi vô cái quán cà phê này nghe những người dân ở đây kể lại nha. Đó thì giờ các bạn, thì cái đường này là cái đường đi vô quán cà phê nè, nhưng mà quán cà phê này phải nói là quá trời đẹp luôn nha. Phải nói là trang trí cái quán này cực kỳ đẹp nha. Quá đẹp luôn. Đó, cái này là những cái chống chống đó các bạn, quá đẹp luôn. Quá xinh đẹp luôn. Đó. Cái quán này đó bạn là cái quán nhà sàn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong luôn. Quá xinh đẹp. Ôi đẹp kìa, quá đẹp luôn rồi. Ô. Quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Wow, quá đẹp rồi. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy đây là một cái quán cà phê mà cặp bên cái mé sông các bạn. Thì đối diện với cái cây cầu Cổ Chiên luôn nha. Quán cà phê rất là đẹp luôn. Đó thì cây cầu ở đằng trước mặt các bạn, thì cây cầu này là cây cầu Cổ Chiên nha. Đó là phía ở đằng trước các bạn, thì có một cái ghe cào ở ngoài đó luôn nha. Cái ghe cào này. Cái này là cái ghe cào cá luôn các bạn ơi.
đó thì các bạn, thì cái quán này cũng rất là đông bà con các bạn để đến đây để uống cà phê, tại vì cặp bên cái bờ sông nè. À, bên đây các bạn thì đối diện với mà cái cây cầu Bảo Chiên đó các bạn, cái con sông này rất là to luôn nè. Đó, các bạn thấy con sông này to quá trời to luôn, cực kỳ to luôn. Đó thì trước mặt các bạn thì ở trong chủ quán các bạn thì có làm hai cái trái tim nha. Thì hai trái tim này các bạn thì để những cho mấy đứa sinh viên các bạn để tới đây để là chụp hình rồi nè. Chụp hình mà đối diện với cầu Cổ Chiên nè, quá cực kỳ đẹp ha. Đó là các bạn thấy cực kỳ đẹp ha. Quá đẹp. Dạ dạ dạ. Không biết, không biết tới đó. Ủa mà chú nói cây cầu này là cũng nhiều người hả chú? Có một người bà trâu về cùng cò rồi nên họ đi chơi. Nhà một đứa con ở bên đầu bờ đây, một đứa con mẹ ở đầu bờ bên kia. Giờ nằm đây suy nghĩ còn đi chơi nữa. Dạ. Ôi vậy là chú nói là tìm được người mẹ là chỗ khác rồi, người con là chỗ khác hả? Người bên ghê rồi. Người là đầu bên đây, người đầu bên kia nha. Đầu bên đây, người đầu bên kia. Như người bên Trà Vinh, người bên Bến Tre vậy á. Em đón cái 27 tuổi á. Ủa? Mẹ thì ba bên bên Trà Vinh, còn con dạ, Bến Tre. Tại vì cách cái cầu á. Chú nhà gần đây hả? Tôi khác, xa khác xã. Ở đâu? Khác xã nhưng mà con ở đâu? Con Thơm. Không, nhưng mà anh có thường bán cà phê ở ngay chân cầu này không anh? Bán suốt mỗi ngày. Mấy giá quên rồi. Ngày nào cũng ra đi. Vậy bán cũng đắt đấy em. Nãy giờ vòng vòng cũng nhiều rồi. Dạ. Con. Dạ, cũng như là chị nghe anh nói không ha. Ê, bữa đó đây cũng đâu hai lần nghe thấy cũng đẹp mày trời. Ủa bữa đó là dắt có mấy giờ hả chị? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều mà chị thấy bộ nhiều người dữ lắm hả? Ngốc, ngày chỗ đó nó đông dữ lắm luôn. Bởi vì nghe nói cái ông đó, ông cũng ngừng, cái người mà phát hiện á. Dạ. Là cũng ngừng đi đâu về á, ngừng đầu nghỉ mát, kiểu mệt á. Rồi cũng ngừng xe bên mấy anh kia. Dạ. Gió quá cái qua mấy này đứng. Rồi cái ông này nè, ông cũng chạy tới ông cũng ngừng xe, ông cũng tưởng như ngừng với ông. Dạ. Ê, ngừng rồi cái đem đâu làm kịp. Ghê ta. Ngừng xuống. Có đem đồ đạc chứ không trời, ghê. Có vỏ đồ hay gì, có bình đồ, vỏ đồ của ông. Cái ngừng xuống cái tự nhiên ghê ông ta. Này bất ngờ ông đâu có. Ủa nhưng mà cái ông này độ này mình khoảng độ khoảng bao nhiêu tuổi hết chị? Mấy ông nó nói cỡ năm mấy tuổi à? Năm mấy tuổi, dạ dạ. Giơ tay lên thì nè. Nên cái ông nhìn thấy á, ông quảng ông la quá trời nên ta ngừng lại quá trớn. Rồi ông còn chạy xe này, ông kêu ghe ra cứu. Ông nói tao có giơ tay là kêu cứu hay gì á. Nhưng mà ghe ra thì mất. Nhưng mà ghe mình tung bờm ra này biết bao nhiêu lâu? Rồi bởi vậy ông chạy ghe rồi ra là mất tiêu. Trời ơi trời. Nói vậy đó, nói ông còn giơ hai tay lên thì mà ông cái ông thấy ông nói chắc ông tỉnh giấc thì ông cứu cứu rồi ông giơ tay nên ông la quá trời luôn. Ta đường ta ngừng lại nhóc luôn. Ghê ta. Giờ thấy nhóc luôn. Dạ. Vậy đó. Lại rồi. Ủa như vậy là cái là không có người thân gì hết chứ vậy? Không có ai nhìn, không ai kiếm gì chứ. Là không có giấy tờ nên là người ta đâu có biết là ở đâu ha. Nhưng mà công an đồ lại nó đăng xe đồ lên đó, nếu mà ở gần đâu đây thì số xe đó là ta biết chủ nhà rồi. Yeah. Đầy đủ cho cả người xa đâu. Nãy con có nghe anh nói là chiếc quỳ đỏ mà bản số cũng lâu rồi, bản số bốn số thành phố. Thành phố nhưng mà bản số có bốn số là lâu. Lâu lắm rồi. Xe cũ xe bốn số. Mấy năm rồi. Xe cũ bắp lâu rồi. Xe đó là xe cũ bắp. Xe bốn số. Cái chạy cái chiếc đó là cái chiếc quay đúng không anh? Chiếc quay đỏ.
mà hành hà nè, xe nó không có giấy tờ gì á. Mà chạy xe mà sao không có giấy tờ ha? Chắc chiếc xe lụi quá. Xe là phải có giấy tờ đàng hoàng chứ. Cái điệu xe cũ. Cũng như là mua mấy xe cũ rồi đó. Mấy điệu đã bán nha. Chắc cũng qua 2-3 tháng rồi. Nhiều lắm kiểu chứ. Nhưng mà độ này chắc ở xa lắm, chứ ở gần đây là đường bản số lên là người nhà biết rồi. Đúng rồi. Mất tích là từ hướng nào đi, từ Bến Tre đi lên hả con? Không rành cái đó đi lên, ở dưới lên vẫn biết nha, mấy ông nó chạy xe tới đó thì người. Ghê quá trời ơi, biết sao mà mấy ghê quá. Mấy người gặp đó là mấy người ngừng đó luôn á. Chứ không phải là rồi, rồi bắt đầu mình mới báo cho cơ quan chức năng ha chị. Cơ quan chức năng lại đó. Thì giờ chung qua con cũng thấy lên đài là cũng có lại hiện trường. Thì công an đây thì ở mấy Bến Tre, công an Bến Tre lại. Là quay lên là một chiếc quay màu đỏ. Em màu đỏ. Bản số thì con nhìn không rõ. Biển số là 51M5. 5294. Mà cô cho con hỏi là cô có thấy người đó lao xuống luôn không? Không, đâu làm gì thấy, đây nghe thôi. Là cô có thấy chính quyền địa phương tới không? Có, công an đây nè, người ta báo công an đây lại. Tại vì hồi tối con quay á là có nhiều cô chú anh chị nói là nó láo, bị chuyện. Có đâu này, thiệt luôn á. Thiệt luôn. Một ngày mà 4 giờ luôn á. Nhưng mà nghe mấy người đó có mù đen luôn. Là nghe người ta kể lại là cái ông đó, ông cũng ngừng nghỉ mát, ông đi đâu về á. Rồi ông có đường xe ông nghỉ mát, rồi ông qua này ông đứng bị mé này gió quá, qua mé cộng này ông đứng. Rồi cái ông đó tự nhiên chạy tới cũng ngừng, ông cũng tưởng y như ông xuống ngừng xe nghỉ mát cho ông. Cái ngừng xe ông không kịp chụp luôn á. Có ông đứng kiên rõ ràng. Sao người ta hưởng là đi xa rồi tới đây thì để nghỉ chân uống nước. Đúng rồi. Cái ông kia ông có nghỉ chân ông uống nước. Người ta cũng tưởng vậy rồi chắc tới đây mệt thôi nghỉ chân sẽ hơi bị đau lưng nữa. Ông tưởng y như là ông vậy đó. Cái ông nhìn xuống ông thấy giơ hai tay lên vậy nè. Lơ tay lên ông biết quản không ông la quá trời là mình cứu gì giơ tay lên. Là người mất tích là kêu cứu hay là người đứng trên cầu thấy? Người đứng trên cầu thấy cái tay lên vậy nè là kêu cứu. Không có, mình ta đợi ổng độ là kêu cứu thôi. Ta giơ tay lên vậy mà ổng cứ té xuống sao vô kênh vậy. Cái ổng kêu ổng la quá trời, cái người ta ngừng xe lại quá trời luôn, tao mua đen. Ổng chạy vô đây ổng kêu ghê chạy ra nó lặn. Ủa là chạy vô trong cái chỗ mình đây luôn hả không? Ông chạy đường cầu đó, vô đó có ghe đậu á, kêu ghe đó cứu. Đây có ghe đậu ha. Cái ghe cũng chạy ra kiếm mà. Ủa cô, có khi nào nói như là cái ông biến cờ mình gió mạnh quá thổi ông đi luôn không? Có khi nào á? Đúng rồi, cổ mà đứng trên đó gió vậy đó. Không có. Ghê thật á. Ghê thì kêu tôi nghĩ ra ghê gan thì mọi ngày nữa. Dám. Từ trên ở giữa đó mà chạy xuống dưới đây rồi kêu ghê chạy ra chắc cũng phải là 15-20 phút rồi. Ra là ổng kịp mất tiêu rồi. Không thấy đâu hết trơn, thấy xe nghe quần không xa lắm kiếm mà ổng gặp. Dạ. Bây giờ cô có thấy ai đi tìm hay là có người thân gì tới hỏi thăm gì không? Không có ai đi tìm. Cô đây là chủ một cái quán cà phê ven sông nha cô chú chị. Đây là quán mình tên là Sông Quê đúng không? Sông Quê. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cảnh đẹp đó. Cô ngồi ở đây thì cô biết là cái sự việc đó là xảy ra đúng sự thật đúng không cô? Đúng. Chứ không phải là bị đặt nha cả nhà. Mà không có ai tìm kiếm gì hết. Ok vậy ta. Cô có biết cái người mà chứng kiến không là ai không? Nghe nói người đi đường ghé gần thôi, với hai người đã có người đi mua tôm hay gì á. Còn người kia? Người kia thì khách đi đường, ta cũng ngừng nghỉ mát á. Thì ta tưởng ông này ngừng như người ta. Rồi cái... Nếu mà con tìm cách liên lạc với cái người mà mua tôm rồi đây thử. Nếu có là quay lên cho cô chú anh chị cùng xem. Thì vậy đó, rồi mấy ông cũng đăng lên mà sao thấy hai gì kiếm. Này cũng 2 ngày mà chưa thấy tin tức gì và cứu hộ nữa. Thường thường là thấy vậy là cũng có đội cũng đi tìm. Nếu mà có người thân đây thì là buổi sau là ta đi tìm rồi. Người ta cũng lại đốt nghe đi cầu giấy rồi. Mấy chú, đi kiếm cho tìm vậy có tìm không? Dạ, cái đó là... Dạ, chủ yếu từ thiện thôi bà ơi. Dạ, dạ bên đó. Dạ, em chào anh nha. Anh cho em hỏi anh tên gì anh ha? Anh An ha. Anh An cho em hỏi là anh là người chứng kiến một người đàn ông đã làm một cái hành động đó là lao xuống ở dưới cái cầu của Chiên đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, anh có thể kể lại cho bà con mình biết được không? Là mình đi giao cua là từ bên Trà Vinh đi qua.
nhưng mà vừa đổ xuống vừa giữa dốc cầu đổ xuống chút thôi là vừa giữa cầu đổ xuống tí là mình mới gần xe mình đổ mình nghe mệt mình hút thuốc mà gió quá tạt quá nên sợ là tạt quá rồi mình chịu không nổi trên còn trên độ cao rồi mình mới chịu cực mình đánh vòng bên kia là có gì là nó dựa vô lan can rồi là cua nó có gì nó tạt vô lan can nó cũng đỡ cái tai nạn mà sợ ra là nhiều khi nó ngã xuống rồi thì xe tới mình đỡ không kịp rồi là vừa thắng xe lại là gần xe là đậu dựng xe đậu lại là đốt đứng hút mới có hút mấy hơi thôi thì có một cái ông chú khoảng 50 ngoài tuổi là ông chạy cái chiếc xe mà bản số mình không có nhớ mà chiếc xe là cũng quay cà tàn mà bản số 51 của Sài Gòn là trong đó là ông thắng xe lại cách mình khoảng là từ 30 mét tới 50 mét đổ lại rồi là ổng lao xuống là cái chân trái ổng bước trước là lên dòm thấy kỹ luôn mà là cái lan can thứ nhất rồi cuối cùng cái chân phải bước sau là hai tay ổng là nhúng lên cái lan can đầu tiên à ổng lao xuống rồi cũng khi ổng lao xuống á là mình mới chạy lại mình hớ hồn chạy lại mà cái trong khi đó là trời đang còn nắng khoảng 4 giờ khoảng 16 giờ là trời đang còn nắng là xe tải này còn ở dưới dốc chưa lên tới còn xe gắn máy chưa không có chiếc nào cũng trùng hợp ngược chiều là có một cái anh mà chạy với cái chiếc xe mặc quần đùi mà chở đứa con là mới ngoắc la lên là dòm xuống là thấy ổng trừng ổng nổi lên bởi vì lúc đó là nước lớn nhiều à, ổng không có chìm là ổng quơ tay lên nón bảo hiểm trôi lần lần theo ổng khoảng là từ 3 tới 5 mét là cũng như là ổng kêu cầu cứu đó nhưng mà dắt đó đâu ai dám lao xuống mà cầu cứu đúng rồi đó rồi em mới la lên chặn xe lại quá trời luôn la lên mà nói chung ra mình cũng quản cái mạng người mình thấy mình vậy mình quản rồi là em mới nhờ cái anh mà chở đứa con á chạy xuống cái dốc cầu bên Bến Tre phía Bến Tre là có cái quán cà phê đầu tiên là em nhớ là cái chị đó chồng chỉ có chiếc ghe lưới nhỏ đánh cái con sông Cú Chiên này là em mới nhờ vậy bằng không á là đi chạy tốc hành đi kiếm cái can 20 lít hoặc 30 lít thảy xuống dòng liền rồi em đứng em la em nói ông nếu mà ông còn ông biết lỗi thì ông nằm ông thả tàu đi bởi vì nước lớn nó đưa trôi vô là trên kia là có cái bè người ta đóng đấy là ông ôm không giờ ông chết chừng khoảng 15 phút ổng vô tay chừng khoảng 15 phút là ổng đuối rồi là em còn nói với mấy người trên này giáp đó là móc xe là nhóm rồi móc xe là đông rồi người ta móc máy người ta quay nhưng mà giờ đó là em có quay được một đoạn thôi là giờ đó là ổng sợ chết đó ổng mới kêu cầu cứu đó đó là ổng chìm xuống là ở dốc cầu bên đây bên phía Bến Tre có một cái chiếc ghe nhỏ chạy ra mà là em không biết kịp hay không là dắt nó tới giờ là em đi giao đồ nên em không có chứng kiến nữa cuối cùng là em muốn chứng kiến đó là người ta lại đông rồi là em đi giao đồ xong là em về cái ý định em chạy cố gắng chạy lẹ về để coi có chính quyền địa phương hay là người thân người ta là có lợi tìm hay gì em cung cấp cái thông tin đúng rồi vì em thấy chính xác có một mình em thôi rồi là em thấy không có ai đều mà đi tìm hết và em nghĩ là sau một kỳ vậy đó là em thấy chứng kiến một mình em đầu tiên mà mới móc xe lại là cái tầm đó là khoảng 16 giờ chiều dạ đúng rồi ngày 29 tháng 2 dạ đúng năm 2020 em chạy đi một cái dắt mà cú đang lao xuống á là khoảng em độ khoảng 16 giờ bị có công nhân đi giờ lai rai rồi là chần chừ khoảng đó rồi em mới đi giao đồ em chạy lên một đoạn trên là đài phát thanh nó phát thanh đó là không biết đài phát thanh là lúc 4:30 hay là 5:00 là cũng như em lần quận đây cũng hơi lâu mới đi thì cái lúc mà chú đó mà xuống tới mặt nước tới khi mà anh đi là khoảng bao nhiêu phút à khoảng 15 phút bởi 15 phút à, em la quá trời luôn bởi vì cái chú đó là biết lỗi biết bơi nó biết cỡ đó đúng rồi đúng bởi vì cái biết bơi rồi em giấu hai tay quá trời luôn cà hộp gì đó là em mới nói là ông biết bơi thì ông biết bơi biết lội thì ông thả tàu đi cái thả tàu chứ ông
nếu mà ông trần trừ mà ông bơi là bơi không có nổi. Cái thả tàu là của mình úp lại, không, mình úp lại, mình thả ngửa, thả lỏng luôn ra. Đúng rồi, thả lỏng mặt ngửa mình lên, bởi vì nước là nó lớn, nó đổ vô, là trên kia người ta có bè nóng đấy, ông lên đó ông ôm đi rồi ông không giỡn chớp. Và trần trừ khoảng 15 phút là rồi. Ủa sao lúc đó chú sao không bơi vô mấy hết hả? Bơi đâu nổi, quá bơi không nổi, bơi đâu bơi nổi, bởi vì giữa cầu giữa sông mà đâu bơi nổi. Cái sông này cực kỳ rộng, cái chủ không kịp mà đâu có bơi, cái nước nó chảy vô mà em có la em nói ông bơi, ông ráng ông bơi lại cái trụ cầu, ôm trụ cầu đi, là dắt đó cũng có người lại nhiều rồi, là kêu ráng bơi lên cái khoảng cách đó nổi. Khoảng cách đó bộ gần nói ổng nghe không? Anh nói ổng nghe không? La đại thôi chứ không biết ổng nghe hay là không, bởi vì ổng cả học cả mà ổng quên giờ hai tay nghe không nổi đâu. Ủa nhưng mà anh cho em hỏi là khi anh la lên rồi có cái chiếc ghe nhỏ nào chạy ra để cái đất đó là em nhờ một người, bởi vì xe em chở cua không có dòng được, là chậm lắm. Bởi vì cái đó nói chung ra là cấp bách rồi. Đó là em mới nhờ cái anh mà chở đứa con á, là anh đổ xuống dốc cầu Củ Chiên này, vừa đổ xuống có cái quán cà phê nhỏ mấy bên phải mình nè, là cái chị đó chồng chỉ có cái chiếc ghe lưới nhỏ rồi đó. Nhờ chỉ liền bằng với một đó là anh đi tìm một cái cấp tốc tìm một cái canh 20 lít hoặc 30 lít thảy xuống chọn, là anh đó ảnh nó để tôi đi liền, là anh đó anh đi là khi nào chìm rồi đó, là chiếc ghe mới ra được rồi. Tại vì cũng xa chứ, cũng xa tại xa mà với anh lại nữa là mình chạy đi chạy lại nữa, cái là nó hết thời gian luôn rồi. Dạ đúng rồi, nếu mà cái chú đó mà nếu mà thả tàu trên mà chịu theo dòng nước trôi á, có thể là tới bè kịp. Bởi vì trong khi cái độ mà của chú mà nhảy xuống cái độ cao mà nó cái chìm xuống á, em là cái dân đi biển mà, cái chìm xuống nếu mà độ cao mà nhảy xuống mà chìm xuống á là khoảng 6-7 mét nó mới trừng lên được. Đúng rồi. Dạ, là cái giấc đó là cái sức mình nó đã sẽ đuối rồi. Đuối rồi mà chú phải quơ tay mà khoảng hơn 10 phút đồng hồ mà chú bơi đuối dữ lắm. Nên chắc có là chú đã cạn sức rồi. Ủa nhưng mà từ trên cái cầu này mà xuống tới cái bè nuôi cá là sao anh? Cái bè nuôi cá đằng đó anh cũng phải là cây số không? Không, cũng vài trăm mét à. Khoảng vài trăm mét. Cũng như là nếu mà nước rộng á thì cái bè, cái dây người ta dài ở dưới dài lắm. Là nước rộng thì đổ gần cầu. Nhưng mà nước lớn đưa vô thì xa cầu. Cái đó là cái vàng đáy này. Dạ đúng rồi, người ta quánh cần ở dưới là dây dài lắm. Em từng đông đáy em biết. Anh có nhớ là lúc đó là chú này mặc đồ màu gì như thế nào không ạ? Chú này lau lẹ quá không có nhớ luôn á. Là em nghe nói là khi mà ổng lên cái là ổng lao luôn chứ không có chần chừ gì hết hả? Dạ đúng rồi, không có chần chừ gì, không có suy nghĩ gì, để vì thắng xe không kịp sát cái cầu nữa mà, còn lê ngoài khoảng là 1 mét mấy nữa mà. Đó, rất dứt khoát là chú lao liền. Có nhiều người á là họ tới rồi họ đi vòng họ suy nghĩ này nọ rồi họ mới quyết định, còn đây là lao luôn. Em nghĩ cũng như là thì cái trên cái đoạn cầu này em đi á, với cầu nào cũng vậy hết trơn á, cũng có người ta đứng ngắm cảnh. Đúng rồi. Không gió, có người ta nghỉ mệt, uống nước, hút thuốc, ai cũng vậy, đi đường xa. Đi đường xa thì mình dạ. Thử là. Nhưng mà em cũng nghĩ là cái chú này cũng như em thôi. Mà dừng chân, hút thuốc, uống nước rồi á. Mà cái giấc đó là, cái lúc đó là khoảng 16 giờ mà trời còn nắng gắt mà. Dạ. Nên xe nó cũng ít. Đó. Là xe tải thì còn nằm dốc cầu bên Trà Vinh. Là xe gắn máy có mấy chiếc, nhưng mà cái dắt em ngừng lại thì nó sẽ qua mặt em hết rồi. Là cái chú này em ngừng lại đốt điếu thuốc, hút được mấy phút mấy điếu mấy hơi à, là chú này là chạy qua mặt em á, là tầm khoảng 30-50 mét đổ lại, là chỗ cái trụ cầu 41-43 chỗ đó đó, bên này 41 bên kia 43. Nó ngang nhau ngay. Nhưng mà lại hai bữa nay mà sao không thấy đội cứu hộ mà đi hỗ trợ chứ? Dạ đúng rồi, mà cái dắt em giao cua xong là dắt nó về khoảng là 8 giờ mấy đó, hồi đó anh độ 7-8 giờ á. Thấy là em tính đó. Là ráng chạy tốc hành về, bởi vì giao cho công nhân rồi là về để coi có chính quyền địa phương rồi hỗ trợ đi tìm người thân, là em thôn nếu mà muốn biết thông tin thì em cung cấp. Dạ nhưng mà em về em không thấy ai cả. Không thấy ai hả? Dạ anh, đó là theo như em thấy là
anh đây là một người rất là tốt đó cả nhà. Tại vì anh thấy một cái sự việc đó là anh chạy tới rồi anh muốn chụp lại nhưng mà không kịp. Rồi anh còn đứng anh chặn xe rồi anh nhờ người này nhờ người kia nữa, rất là nhiệt tình để đó để có thể cứu để hỗ trợ. Vậy chứ cái mạng người là nước Việt Nam mình, cái mạng người là quan trọng nhất mà. Chính quyền địa phương còn bảo vệ mình mà nói chi mình mà bình thường mình không được. Bình thường buổi tối mà mình đi về là mình sẽ mệt là mình đi luôn. Nhưng mà anh là dừng lại để có thể là coi thử là ai cần cung cấp thông tin không, chính quyền địa phương hay là người thân gì đó. Đúng rồi. Đó, nhưng mà anh đứng lại để coi thử như thế nào. Nhưng là trong cái lúc mà em lên cầu á, giấc tối đó là em có xuống dốc cầu này em coi tôi có ai đi tìm không, mà không có ai em mới vòng lên, mới lòi vòng lên cầu. Quá tốt rồi. Rồi em mới chạy từ em tặng coi chính quyền địa phương có hỗ trợ đi tìm chưa, hay hoặc là người thân người ta đến là muốn biết cái thông tin như thế nào, em chứng kiến rõ ràng chính xác em cho biết cái thông tin như thế đó. Anh cũng đi vòng vòng cầu để coi có người thân để anh chị em có xuống cái dốc cầu mấy bên Bến Tre mà không thấy ai rồi mới lên cầu. Nhưng mà em nghe nói là chú này không có giấy tờ chưa. Cái lối dắt đó là em la tới Khang Tiến rồi em quản rồi, nó không có nhớ mà móc cái máy ra để quay luôn, tưởng nhờ người đang đi tìm cái này kia đang cứu chú. Đó là có một cái người là lục trong cái ba lô của chú, cái ba lô rằng ri là cũng như ba lô bộ đội vậy đó, là người đó nói là không có giấy tờ gì cả. Trên xe là em thấy khi người ta chụp hình là có một cái ba lô rằng ri, có một cái ba lô rằng ri, một chai nước suối máng, với lại một đôi dép Lào, tông Lào mà ngày xưa màu nâu nâu đúng không? Đó. Mà theo em nghĩ chắc giấy tờ chú cũng bỏ vô bớt túi quần chú á. Cái đó thì mình không có chắc, hiểu mình không biết thì vậy chắc. Thí dụ cái đó như thì mình không biết được. Mình cũng vậy, mình thường thường mình bỏ vô người mình chứ đâu bỏ vô ba lô đâu. Thì chú bớt, tại vì mình đi xe lúc nào cũng phải có giấy tờ. Giấy tờ hộ thân mình ơi. Đi đường mà phải có giấy tờ chứ mà. Xe đó là xe quay hả anh? Quay, chiếc quay. Em thấy chiếc xe quay màu đỏ đúng không? Quay xe quay là sọc đỏ. Bản số 51. Thì bố xin phép đọc lại cái biển số xe. Ví dụ như cô chú anh chị mà có biết được cái biển số xe này là của nhà người nào, hoặc là mình biết được là của ai thì mình liên hệ với họ để họ có thể tới cái cầu của Chiên phối hợp với chính quyền địa phương tìm chú ha. Thì cái biển số xe này là 51M5-5294 đúng không anh? Đúng rồi. 52-5294 đúng rồi. 51M5-5294 ok đó. Ví dụ như mình có biết cái biển số xe này là của nhà nào hoặc là chính của nhà mình đó, thì có thể tới cái cầu cổ chiên để có thể là phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm chú đưa về để lo hậu sự ha. Với lại là nếu cô chú anh chị mà hữu duyên xem được cái thước phim này á, thì hãy cho anh em bốn là một lượt like, lượt đăng ký hoặc là chia sẻ ra để có nhiều người biết tới cái vụ việc này, để có biết đâu được là khi mình chia sẻ ra người thân họ thấy được thì sao, đúng không? Đúng rồi. Và đồng thời đó thì mình gửi một lời cầu chúc tới chú, mong chú là sớm được siêu thoát và đồng thời là người thân sớm tìm được chú để lo hậu sự cho chú ha. Thì được rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Sự chia sẻ của anh, cái sự nhiệt tình của anh là rất là quý. Thì em biết chính kiến rõ ràng thì em nói ra sự thật gì đó cho người thân người ta tìm. Tại vì anh biết sao không? Là lúc hồi tối mà bọn em có quay, có like á, thì có nhiều người họ nói tới là bọn em bị chuyện. Tại vì khi mà em like nói chuyện đó thì còn có mình em mà, đâu có ai đâu. Người ta nói là nói xạo bị chuyện, thì có anh là nhân chứng sống đây thì anh cũng xác định đó là rõ ràng có việc đó đúng không? Đó, thôi được rồi anh em cũng cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Thôi vậy là em cảm ơn anh, em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dắt ông vô tay là mới la, dắt nạn mới sẽ chết nè. Tới cái đoạn này ông mới suy nghĩ lại. Vậy là ông tới lúc đó là ông sợ rồi ha. Dạ đúng rồi. Khi xuống đánh hợp quá chịu nổ, cái là theo cái bản năng của mình quơ tay quơ chân vậy không. Lại nhiều khi mình biết bơi cái tự động cơ thể mình nó phản ứng theo mà. Nè em có kêu cái đoạn mà thả thì bè nè. Anh ngồi im đây để em cho cô chú anh chị nghe. Hết ra chưa? Anh nói nó cũng nó hơi bị nhỏ ha.
Nó có cái đoạn anh nói là nếu mà ông còn biết bơi á, dạ, nếu mà ông biết bơi á là ông thả cho nó trôi, dạ, lên, dạ, trên cái bè. Dạ. À, rất là hay. Hay đó anh. Nếu mà giấc đó em nói thiệt lòng luôn nha. Nếu mà có cái gì giờ là em nói thiệt luôn á, giữa cái tình người, dạ, với nhau mà. Dạ. Cái mạng con người mà anh. Cũng như là khúc mà anh thấy mà chú đưa hai cái tay lên là cũng như là kêu cứu cứu mà mình không có cứu được ha. Rồi dạ, đúng rồi, cái giấc đó là chú cặn mình. Càng của mình đó là, dạ, cầu cứu chú á, giấc, dạ, đó là chú đã sợ chết rồi. Là lúc đó là mình không làm gì được hết, chỉ là mình đứng mình la thôi mà không biết chú nghe không thôi. Dạ. Đó. Là lúc đó là anh muốn rớt nước mắt luôn hả? Em đứng em rớt nước mắt luôn á. Dạ. Nhưng mà tại sao các bạn người trước mặt mình mà mình không cứu được, không làm gì được, dạ, mà mình đứng đó mình la mà tất cả mọi người đứng được hết nhưng mà không ai làm gì được với chú. Không, anh, em nói như nè, có nghĩa là cái việc mà họ làm ra như vậy là đó là cái quyền của họ. Dạ. Nhưng mà mình cứu được hay không á là tùy theo cái khả năng của mình, anh cũng không cần phải bức rứt lương tâm, dạ, gì, anh cũng làm hết sức rồi. Đúng rồi. Anh làm hết em sức rồi. Em chặn xe chặn đồ quá trời, em nhờ người đi kiếm ghe kiếm canh rồi mà cuối cùng là chú cũng không được gì hết. Dạ. Thôi cái đó cũng là cái duyên đi số của ổng rồi, thì thôi mình giúp được tới đâu thì mình giúp, mình cũng làm hết sức, mình làm hết cái tâm của mình rồi nên mình cũng không có cái gì mình phải bức rứt hết anh ha. Em ngày xưa em đi biển em cũng từng vớt cái chết luôn. Vậy hả? Dạ, em vớt ngoài đảo. Dạ. Anh thử. cái cảm giác của anh cái lúc mà anh vừa thấy đó nó như thế này. Vừa thấy là em quản. Em không sợ gì hết mà tự nhiên trước mặt mình vậy mình quản anh. Là anh đứng sững lại hay là anh em chạy liền, em chạy lại. Em cái em quản như cái bình tĩnh em nó còn. Là em chạy lên liền. Em chạy lại là không có xe nào hết. À, chỉ có được có một cái anh ở bên dốc cầu bên Trà Vinh qua thôi là chở đứa con mà cùng sổn cùng đuôi đó là mới chặn xe lại, nhưng mà chặn xe gắn máy lại với xe tải tôi đâu có ngừng được trên cầu mà. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà rồi, thì... cái đó là anh á, chứ nếu mà em là em thấy vậy cái là chân em nó rung nó không đi được luôn á. Cũng nói không, em nói thiệt á. Đúng rồi, tại vì ảnh là có kinh nghiệm là đi biển. Thứ hai nữa ảnh đã từng cứu người như vậy rồi, từng vớt bánh mì rồi, thì nói chung là anh cũng thấy những cái trường hợp như vậy bình tĩnh hơn mình. Nhiều khi mình thấy mình bủng rủng chân tay không biết nói làm sao, không biết làm sao để chặn xe rồi như thế nào luôn á. Chú thắng xe lại chú lau lẹ lắm. Trời, thắng xe lại là lau liền luôn mà. Chứ là không có chần chờ gì hết chứ ha. Dạ không. Là lau liền. Dạ, bởi vì em cách là khoảng 30 mét tới 50 mét đổ lại thôi. Nó rất là rõ rồi. Dạ. Nhưng mà tội của cái chú giơ tay chú cầu cứu cái mạng người mà cầu cứu mà không có cứu được trước mặt mình mà không ai làm gì được, lúc đó theo bản năng là ổng cũng bắt đầu cầu xin. Dạ, giấc đó là cầu xin cầu cứu rồi, bị giơ hai tay lên rồi cờ hợp hợp mà. Anh là đi giao cua giao tôm rồi cho. Dạ, nếu mà ít thì em đi xem quán. Anh là bán hàng online hả? Dạ, em bán hàng online với em bỏ mối bến lức Lâm Đồng ngoài nữa. Dạ. Cái khách hàng thường họ liên hệ với anh là qua trang web hay là TikTok hay là cái gì? Họ biết anh tới biết là biết cái Facebook hồi trước, nhưng mà bây giờ người ta liên hệ bằng điện thoại, người ta quen hết rồi. Dạ, với phần em gió nó tạt buổi chiều. À. Đúng rồi. Mà mình ví dụ như mình đang có cái can gì mà mình đổ cái nước rồi ra ha, xong rồi cái là mình lan xuống. Dạ. Bởi vì cái cầu này nó thiệt. Thường là anh bán qua bên Facebook hay là anh có cửa hàng hay là như thế nào không? Không, bán qua Facebook online. Facebook hả? Facebook online. Chủ yếu rồi, là anh bán cái gì? Tôm, cua, thì mực khô, nói chung ra ba khía, các loại. Ai đặt gì thì mình bán cái đấy. Hải sản ha. Hải sản. Anh có thể cho bọn em biết là cái trang Facebook của anh tên gì á? Người ta muốn đặt hàng là đặt qua bên nào? Facebook là anh Ba Khía. Để cái hình may Đức Mẹ Maria. Dạ. Yeah. Còn anh có thể cho bọn em Zalo được. Số Zalo là 0589 288 388. Cũng là cái nick Zalo là anh Ba Khía luôn. À. Rồi anh đọc lại cái nữa. Anh đọc lại nữa. 0589 88 88 và cái số liên hệ, cái số điện thoại thường dùng luôn
là cũng như là ai muốn mua cái gì là cứ liên hệ với số điện thoại này, thổi này là sẽ gặp anh ha. Dạ. Rồi anh sẽ cung cấp những cái đồ người từng người ta cần luôn. Dạ đúng rồi. Ok anh. Từ sĩ tới lẻ. Rồi rồi dạ dạ. Dạ. Thôi vậy là em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Thank you anh. Thì mà các bạn thì sớm các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng có chạy qua cầu Cổ Chiên, bạn thì cũng nhờ những người dân ở bên quán cà phê Cặp Mé Sông bạn thì cũng có kể lại bạn. Thì hồi sớm giờ kể thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh đó các bạn, để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La luôn các bạn ơi. Thì thôi bây giờ đó các bạn, thì thôi giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.